Mục âm sắc Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những dòng ca vàng của ca Huế một thời nay họ đang làm gì? Câu hỏi ấy ít nhất một lần đã đến với chúng ta khi nghĩ về những người đã giữ nhịp cầu ca Huế từ những tháng năm ca Huế trầm lắng để có bước thăng hoa của ca Huế hôm nay. Trong số những gương mặt nghệ nhân vang bóng một thời của ngày xưa ấy, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một gương mặt đã có hơn 60 năm gắn bó cùng ca Huế với một dòng ca đặc biệt và đầy cá tính, nghệ nhân ưu tú Hồng Tuyết. Hà Nội vào xuân, hoa dân đầy mặt phố, hoa nở sáng môi. Dân đây còn sống đến tận ơi sông hương Huế ơi Hà Nội, Hà Nội đã sang xuân nhớ người thân. Dòng sông ngạc ngang, ngang dòng vang vẫn mong gần sum mai họp quay quần. Cho tới chư đấy là cái ngọn lửa mà nghệ thuật khi nào cũng sẵn. Hoa muôn sắc dân đầy để hương nơi. Đây là một buổi gặp gỡ gia đình cùng những người học trò thân thiết tại nhà của nghệ nhân Hồng Tuyết. Năm nay đã hơn 70 tuổi, thế nhưng giọng hát của bà vẫn còn ấm và vang. Tình yêu ca Huế trong bà đã trở thành máu thịt, cần thiết hàng ngày như hơi thở, như cơm ăn, nước uống. Ca Huế đã nuôi dưỡng tâm hồn bà. Ca Huế là chất men sống của bà trong suốt hơn 50 năm qua. Nghệ nhân Hồng Tuyết sinh năm 1942. Tính đến nay, bà đã 74 tuổi. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Ông ngoại là một nghệ sĩ tài hoa. Bố là nghệ sĩ Nguyễn Văn Giáo, một trong bốn nghệ nhân đàn nhì nổi tiếng của các đoàn hát Kim Sanh, Kim Thịnh, Thái Mông Đai thời những năm 1950. Nên từ nhỏ, nghệ nhân Hồng Tuyết đã gắn bó với tiếng đàn, tiếng hát, với ánh đèn sân khấu. Cuộc đời hoạt động nghệ thuật của bà được mở ra bằng vai tỳ nữ trong vở diễn An Tư Quần Chúa vào năm bà 14 tuổi. Năm 16 tuổi, bà là diễn viên của đoàn ca kịch Trì Thiên, và từ đây, cuộc đời bà bắt đầu gắn chặt với những thăng trầm của dòng ca nhạc Huế. Tôi vô đoàn thì là hồi nữa đang học đó bên nghỉ hè. Nghỉ hè về thăm ba ở nơi Vinh. Hồi đó là đoàn thành lập lại là ở nơi Vinh. Thì về thăm ba thì mới có 13 tuổi thôi. 13 tuổi thì về thăm cái rồi bên nghỉ hè bên về bên các anh các chị về các bác là vẽ rồi ở lại luôn. Lại vì thế khi nở bữa không biết làm răng, mà tự nhiên người này là đóng tin nữ Tuyết đóng tin nữ nghe ra đi rồi bữa học mấy cái câu này này rồi bữa cứ rửa rồi đi từ rồi bữa chắp bữa thích. Năm 1957, đoàn các kịch Huế được thành lập tại khu 4. Cha của bà được ngành văn hóa triệu tập về đoàn. Lúc này, bà mới 15 tuổi cùng theo cha vào đoàn. Chỉ sau một năm vào đoàn, lúc ấy mới 16 tuổi, bà đã được phân một số vai chính trong các vở có đề tài lịch sử cổ xưa cho đến thời hiện đại. Những năm 1960 đến 1970 là khoảng thời gian nghệ nhân Hồng Tuyết sống hết mình với nghệ thuật và vì nghệ thuật.
Cùng với nhiều anh chị em văn nghệ sĩ khác, bà xung phong vào phục vụ ở tuyến lửa Nam Quảng Bình, Vĩnh Linh. Trong khó khăn của cuộc sống chung, tài năng của bà ngày càng chín. Năm 1963, bà vinh dự cùng đoàn các kịch Huế biểu diễn tại Phủ Chủ tịch trong dịp Bác Hồ tiếp phái đoàn quân sự của Trung Quốc. Bức ảnh này bây giờ đã trở thành niềm tự hào của gia đình bà. Tôi thích diện cho bộ đội nhất. Vì tôi đã từng đi trong chiến trường thì thấy là cái người lính cái hồi đó quá đẹp. Đó, quá anh dũng, thì mình làm cái gì đấy để cho họ được phấn chấn, họ được vui vẻ, để họ một là họ không có nhớ nhà, hai nữa để họ có thể là họ tiếp bước con đường của đảng là giao cho họ, mà không nề hà. Đầu tiên là mình cũng nghĩ là mình phải làm thế nào mà mình diễn để cho các anh ấy đừng có cái gì mình là cảm động như thế này thì không được, cho nên mình cứ cố nén để mà lấy cái niềm vui đó để mà tiếp sức cho các anh còn sống một cách là thoải mái, chứ không thôi thì họ sẽ có những lúc rất nhớ nhà, nhớ gia đình. Trong nghề ca Huế, nghệ nhân Hồng Tuyết được đánh giá là người có một chất giọng quý, trường hơi. Bà có giọng ca mượt mà, truyền cảm, dễ đi vào lòng người và có thể ca điêu luyện các làng điệu từ cổ bản, lý giao duyên, lý cây roi, lý quỳnh tương đến các điệu hò mãi nhì, mãi đầy, nam ai, nam bình. Năm 1976, nghệ nhân Hồng Tuyết trở về Huế, tham gia vào đoàn các kịch Huế Bình Trị Thiên.
Năm 1980, bà chuyển ra Hà Nội, công tác ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, phụ trách tổ ca Huế. Thời gian này, bà đã đi diễn khắp Hà Nội. Một dòng ca Huế ngọt ngào xuất hiện giữa lòng Hà Thành, đem ca Huế đến với Hà Nội. Tiếng hát của bà đã góp phần giới thiệu vẻ đẹp của ca Huế bên cạnh vẻ đẹp của quan họ Bắc Ninh, của chèo, của cải lương. Nhà thơ Vũ Đình Liên, nhà giáo nhân dân, khi nghe nghệ sĩ Hồng Tuyết Ngâm Kiều đã viết lời đề tặng. Nàng là ai? Tiếng hát thần tiên, núi ngư sông hương nhạc ảo huyền. Có phải Nguyễn Du dòng hát ấy đã nghe hòa bạc mình kiều thiên? Không chỉ được khán giả ghi nhận tiếng hát của mình, nghệ nhân Hồng Tuyết còn được nhận nhiều danh hiệu cao quý. Huân chương kháng chiến hạng nhì năm 1997, huy chương chiến sĩ văn hóa, huy chương vì sự nghiệp văn hóa quần chúng, 3 huy chương vàng trong các liên hoan nghệ thuật cùng nhiều bằng khen khác. Đặc biệt, bà vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú năm 2015. Giờ đây, dù đã bước sang tuổi 74, nghệ nhân Hồng Tuyết vẫn tích cực tham gia biểu diễn và cổ vận cho những chương trình biểu diễn của đoàn ca kịch hay những cơ quan đoàn thể khác. Hơn cả một người thầy, không những chỉ bày kỹ thuật hát và biểu diễn, bà còn luôn nhắc nhở những người trẻ mới bước chân vào nghiệp diễn về lối sống và đạo đức khi làm nghề. Để rồi, nhà hát ca kịch Huế với người nghệ nhân này cũng như là một ngôi nhà lớn, nơi những người học trò của bà lẫn dần theo năm tháng và trở thành những người nghệ sĩ vững vàng. Từ khi hình thành cái nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế sắp sửa tới đây, là cái nhà hát này là thành lập 60 năm, thì đều có sự có mặt của nghệ nhân Hồng Tuyết trong cái sự phát triển chung của nhà hát. Đặc biệt tức là đối với các cái thế hệ mà diễn viên của trong suốt 60 năm được kế tiếp nhau thì đều có cái công lao đào tạo dạy dỗ của nghệ nhân Hồng Tuyết. Ngoài cái kỹ thuật ca hát và thử thi có là cái kỹ thuật biểu diễn thông qua các hình tượng của các cái nhân vật mà nghệ nhân Hồng Tuyết đã để lại, không những là ấn tượng trong lòng khán giả mà để lại rất nhiều cái bài học cho các cái thế hệ diễn viên. Đó là ví dụ những vai như Điêu Thuyền trong vở Phùng Mỹ Đình, rồi vai Xiêm ở trong cái vở Viên Đạn Xuân Kíp và rất nhiều các cái vai khác nữa. Những người con của bà cũng nối nghiệp gia đình. Người con đầu là nghệ sĩ ưu tú Minh Tiếng, nghệ sĩ đang bầu đang nhì, đầy tài năng của đoàn ca kịch Huế. Hai người con gái là Hồng Thu và Hồng Thanh cũng là những người nghệ sĩ thường xuyên biểu diễn ca Huế. Hồng Thu còn có nhiều công sức trong việc nghiên cứu loại hình nghệ thuật truyền thống này tại nhà hát nghệ thuật Cung Đình Huế. Oh.
Trải qua gần 70 năm kể từ ngày đầu tiên bén duyên với nghệ thuật ca Huế, nghệ nhân Hồng Tuyết không một giây phút nào không trăn trở ưu tư để hoàn thiện nghề và luôn âu lo về con đường tiếp nối nghệ thuật của ông cha ở thế hệ trẻ. Hiện nay tôi rất là lo, lo rất nhiều, mặc dù là mình đã nghỉ hưu được một số năm dài, nhưng mà lúc nào cũng rất là cứ tâm tâm nhiệm nhiệm làm sao mà có thể có được cái đội ngũ trẻ nhưng mà đồng thời có nghề nghiệp, phải có nghề nghiệp, mà cái nghề đó là phải có sự đam mê thế, phải có lựa. Mà hiện nay là cái số diễn viên ở trong đoàn thì cũng có rất ít. Nhiều thì nhiều diễn viên, nhưng mà người mà có lựa, mà có sự say mê đồng cảm về cái nghề nghiệp này thì lại rất ít. Đạt được thành quả hôm nay, nghệ nhân Hồng Tuyết đã trải qua quá trình cống hiến không mệt mỏi. Nhưng hơn tất cả, những danh xưng được nhận đều ý nghĩa nhất mà nghiệp diễn mang lại cho bà là tình cảm của khán giả, tình thân của anh chị em đồng nghiệp các thế hệ. Để rồi khi gặp lại, bà vẫn được những học trò thân thương, ưu ái gọi mẹ Tuyết. Trong người lựa rất là nhiều, lựa khi nào cũng sẵn sàng hết, cho nên là bất kể buổi ngày, buổi tối, buổi trưa, nghĩa là cứ lao vào nghề thôi, lao vào nghề. Cả một đời dành phần nhiều cho nghệ thuật, sự chung thủy với nghề và những cống hiến đầy say mê của nghệ nhân ưu tú Hồng Tuyết đã trở thành niềm tin cho những thế hệ kế cận. Có những người thầy tâm huyết như thế là ta vẫn còn có niềm tin ca kịch Huế vẫn sẽ truyền được lửa cho nhiều thế hệ trẻ đang trên con đường khẳng định mình trong nghề. Chúc cho nghệ nhân Hồng Tuyết luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục vui say với nghề và truyền dạy những kỹ thuật biểu diễn hay cho thêm nhiều những người con tâm huyết với bộ môn nghệ thuật truyền thống. Chuyên mục Âm sắc Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Huế gọi mùa xuân.